Mà bắt bên này mờ kinh khủng, nó không thấy gì. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là trận đấu giữa hai đội FC Real Tomama gặp FC San Day. Đấy anh Khương. Trận đấu diễn ra vào lúc 5:30. Xin lỗi là 4:30. Trong khuôn khổ giải Tứ Hùng Tomama do công ty bất động sản Tomama tổ chức. Đọc công ty tí. Em xem cái quài đâu. Trận đấu đã diễn ra. FC Real Tomama và FC San Day không lạ gì nhau. Trước khi giải đấu diễn ra, hai đội đã có những trận giao hữu. Trận đấu này Real Tomama mặc áo đỏ, quần đỏ bên bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. FC San Day bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với đồng phục quần đen áo trắng. Anh sao lại nói Tua Ma của bạn đen của đen áo trắng anh? San Day chứ. Anh là Tua Ma. Vậy à. Ở trận đấu vừa diễn ra lúc nãy thì FC VN FFC dẫn trước FC Thanh Hóa với tỷ số là 3-1. Để giành được chức vô địch ngày hôm nay, các cầu thủ đội Real Tomama ít nhất phải giành 2 quả và không được để thủng lưới. Đây được xem là một thử thách rất lớn của thầy trò huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Xuân Tuấn. Mới chỉ 4:30 thôi, thế nhưng trời đã tập tối. Thời tiết giảm xuống còn 4 độ C. Rất lạnh. Spin dành cho FC San Day. Vâng, đàn đã lên. Màn hình kết nối sẽ ổn định hơn. Rồi bóng bắt đầu. Nhà tôi về. Nhìn tình hình như thế này thì nó bận về trước. Đỉnh kinh, rất tuyệt. Bóng bay đúng vào chân cầu thủ áo số 29 bên FC San Day. Hiện tại cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mang áo số 31 bên phía VNFC. Và bắt bóng rất tốt của thủ môn Minh Tân. Bắt Hùng. Đó là Bắt Hùng. Rất tốt. Chút nào. Rất tiếc là trọng tài đã che mất màn hình. Bắt Hùng đã sở hữu 2 bàn thắng. Chỉ còn kém cầu thủ ghi bàn đang dẫn đầu bên VNFC 1 bàn nữa thôi. Anh cầm quyền cứ đứng luôn. Anh đứng ngoài bên kia bắt chính rồi. Không, anh cho mượn là khoác anh. Này này, áo này. Vào đâu? Trời ơi. Anh ơi. Anh ấy... quả anh Hùng ghi bàn lại bị trọng tài che mất. Chán đời. Chán đời.
45 45. Chỉ cần bên Vietnam City đang mấy quả anh? Ba quả. Anh không ơi, ba quả lên dành anh giày vàng nhá. Đâu mà tám đấy nhỉ? Nói tụt gì nhỉ? Ít một quả ít nhất là quả được cạnh tranh đúng không? Ừ. Chỉ cần ghi thêm một bàn và không để lọt lưới thì chúng vô địch sẽ đến với Real Obama. Chúng ta hãy cùng chờ đón. Anh ấy đưa cái còi cho trọng tài chính. Anh ấy trọng tài chính, anh bắt còi chính. Đứng lùi lùi vào đường bít đại ca. Hải Linh bắt pin nha. No. FC San Tây phản công. Rất tốt, và gắn vào bóng vừa rồi là của Xuân Tuấn. FC San Tây, VNFC đang chờ kết quả trận đấu này. Nếu Thanh Hóa, Real Obama không dẫn được 2 bàn thì chúc vô địch sẽ dành cho VNFC. Trận đấu đầu bảng, VNFC cầm hòa thành Real Obama với tỷ số là 1-1. Quả là hai đội ngang tài ngang sức, nguy hiểm thật tiệc. Một chút may mắn nữa thôi thì sẽ có bàn thắng xảy ra thôi. Ai vừa sút đấy nhỉ? Xuân Tuấn à? Sở hữu một đôi chân khá vô duyên. Đi lại cánh này, cánh này. Trời ơi. Ok, không sao. Đốt được kính này. Mạnh Tùng. Căng ngắt. Sút nào. Không được. Ở đây này. Anh ơi. Sút góc dành cho Real Obama. Người thực hiện pha sút phạt là Đình Kính. Chéo bóng vào. Bóng lại trong chân các cầu thủ săn đây. Sút nào, Anh Đức. Đình Kinh sút. Kính ơi, quả có vẻ 5 đồng con chân mà múc có vẻ là vào phải không? Cần thì phải sửa. Vô địch đến gần thế gần. Còn vô địch đến nơi rồi. Văn Hồng, Đình Thông. Không được. Ok. Ta cười vào mặt con đấy. Không vẫn đau chân ra cho bà không được. Tôi nghe được tiếng đau đầu bên VNFC đang cổ vũ cho Sunday vào đi. Thế nhưng điều đó không xảy ra. Anh Tùng sẽ bơm được, bơm thẳng vào Tùng ơi. Rồi anh ơi, thấp thôi. Và bắn từ xa của Văn Tiến. Tạ Tiến. Quả hôm nãy mà vào nhỉ. Có thể quán quả tiếc quá. Quả để vô hồ mẹ đi. Văn Hùng. Trời ơi, Tùng ơi. Tùng ơi, vào hình. Mua múa quạt. Vâng, một ván mừng múa quạt mang phong cách của Khám Anh. Tuy anh quê Phú Thọ nhưng 2-0 dành cho Real thôi mà. Tôi đã nhìn thấy nụ cười trên môi của huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp. Em ơi, văn tay nào, em sẽ nhận quyết định đây.
Trọng tài đã cất còi. Đã có lỗi. Các cầu thủ chỉ còi lên còi đi. Tùng tùng tùng. Ba và sân 11. Em vang cả ba sân. Chấn giao thực tế nào ơi, chấn giao hết nào. Với tính chất đá vòng tròn nên các đội cố gắng ghi càng nhiều bàn càng tốt. Ôi! Tài tạo bóng của Đình Kinh. Tomama phản công, vẫn là Tomama. Không được. Đúng là mang tính chất của một trận chung kết. Trận đấu diễn ra khá sôi nổi. Rất là khổ khá rồi. Với lợi thế sân nhà và hơn 2 vạn cổ động viên. Đen Tomama đang thể hiện một khí thế hào hứng. Liệu Hoa có giành được chức vô địch ngày hôm nay? Có mang cúp về không? Giải đấu do chính công ty bất động sản Tomama tổ chức. Đấy cánh này, cánh của Tuấn này. Ok em. Đình Đông. Quẻ nó to giật mình chết. Hay lắm. Anh Đức, vẫn là anh Đức. Trời ơi. Anh Khoa. Anh Khoa. Bắn lấy. Này không gặp. Bắn qua, xuống. Vâng, tôi tưởng đập vào rồi. Lưới đã rung lên nhưng rất tiếc là rung từ phía sau. Rất tiếc. Này. Bên sân đây đã có bàn thắng. Số là 2-1 nghiêng về Real Tomama. Cố gắng em ơi. Mình có niềm tin. Cái tình thế này vẫn có niềm tin. Rồi, đã rồi. Cố lên anh ơi. Subin dành cho Sunday. Hai quả nữa. Một quả không được. Quả thì hòa bằng đội kia. Hòa thì sao? Hòa thì bốc thăm. Đá tiếp trận nữa. Đá tiếp trận nữa. Dường như các cầu thủ bên FC Sunday đã lấy lại được khí thế. Với tinh thần thoải mái hơn. Không còn gì để mất. Phạt góc dành cho Sân đây. Nào hùng lên vị trí không ơi. Căng nhỉ. Căng thẳng quá. Một trận đấu được gọi là căng như dây đàn. Trận bên nào đứt dây thôi là chết. Ký đằng sau luôn em, sau luôn cánh này. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Sân đây. Vâng, sóng gió đã qua đi. Đập rồi, anh Chu ơi.
và cắt bóng của cầu thủ mang áo số 99 bên sân đây. Sút xa, sút xa rất căng. Nhưng không là gì khó với thủ môn sân đây. Xuân Tuấn mất bóng rồi. Kìa. Trời ơi, tí nữa thì đâm thủng. Phút thứ 15. Số trận đấu vẫn là 2-1 nghiêng về Real Tomama. Đình Kinh không được. Người cản phá vừa rồi là Văn Tuấn. À xin lỗi, thì Văn Tiến. Sân đây phản công. Bốn phút nữa. Đình Đông không được. Ôi, rất bay. Thủ môn đã ra vào rất hợp lý. Đình Đông không chơi bóng không được. À, không chế bóng không thành công của Đình Tùng. Chút kinh nghiệm nữa thôi. Đó là một tình huống rất nguy hiểm. Đình Tùng đỡ bóng vào. Không được. Bóng lên công. Văn Hùng không được. Và chuyển bóng cho Văn Hùng khá nhẹ. Cố gắng Tùng ơi. Và phối hợp rất nhịp nhàng của các cầu thủ sân đây. Phút thứ 18. Số đó là 2-1 nhưng về Real Tomama. 18. Về tầm tay rồi tí hai quả nữa đứng chi đâu. Văn Hùng, Đình Tùng và sút rất căng của Đình Tùng, bóng đi đúng vào chân cầu thủ bên phía sân đây. Đình Tùng, anh chị biết Đình Tùng nổi tiếng của Thanh Hóa. Phan Đình Tùng. Vâng. Sút bình cho sang đây. Khoa để nó rửa vậy. Không có bàn thắng. Trọng tài đã ra ký hiệu không có bàn thắng.
bóng bay đúng vào xà ngang bật xuống khung thành của thủ môn Real Madrid. Thế nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Đình Thông không được. Còn một phút nhá. Sút không? Sút nào? Trời ơi! Kìa. Đá biên lại. Nghe những tiếng đế chế nhỉ. Hết giờ đi anh ơi. Hết giờ rồi anh Tài ơi. Vâng, trọng tài đã thổi còi bắt đầu hiệp hai giữa hai đội Real Toma gặp FC San Day. Ở hiệp một vừa rồi Real Toma đang dẫn trước FC San Day với tỷ số là 2-1. Như quý vị đang thấy trên màn hình, các cầu thủ Real Toma mặc quần áo màu đỏ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình. Còn FC San Day mặc quần áo màu trắng đen bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Hiện đây tỏa sáng trận này cho anh Xuân Tuấn và tranh chấp rất quyết liệt. Trọng tài đã thổi còi phạt dành cho Real Toma. Mới nhập cuộc hiệp hai, hai đội tỏ ra rất sung sức, luôn là những màn tranh chấp quyết liệt. Bình Kính phản công, sút rồi, trời ơi, nhẹ thế. Bóng vẫn trong sân. Real Toma phản công đi. Đã có lỗi. Kính ơi, góc thẳng vào Kính ơi. Kính sẽ là người thực hiện pha sút phạt. Cút. Đưa thẳng vào cột. Một ca sút khá bổng. Văn Hùng không được. Sút pin dành cho San Day. Ra ngoài rồi. Bên Real Toma được hưởng một cú sút pin. Gì chứ thế? Góc rồi. Cột 2 đi. Cố lên nhá. Ôi. Ôi Tuấn ơi. Đụt. Quên nói trên tiếp này về ông chủ trích. Bóng chân chân cầu thủ Real Toma rất nỗ lực. Bóng đã ra ngoài sân. Đình Kính. Đình Kính. Đình Kính. Sút. Văn Hùng. Không được. Không có lỗi. Chúng ta nên tôn trọng những quyết định của trọng tài. Dù sao họ cũng là người đứng giữa. Real Toma phản công.
Nguy hiểm thế. Tình huống khá nguy hiểm. Rất may cầu thủ áo số 12 bên đội bạn không thấy chạm được bóng. Xuân Tuấn đưa bóng vào. Vẫn là Xuân Tuấn, rất tốt. Anh kia tên gì? Quyết tình Đức 18 không? Không phải Đức đâu, anh nhìn bóng không phải. Tên gì? Quà. Anh thấp Quà. Quà. Anh Khoa. Đấy là bảo anh Đức. Đá làm cái gì? Xuân Tuấn khỏe lắm. Năm phút đã trôi qua. Được, đang lim dim. Xuân Tuấn đưa bóng vào. Đinh Kinh không được. Cùng ngoài đứng đây nhỉ. Tình huống nguy hiểm. Khá là nguy hiểm. Rất may xuống đây nào. Sóng gió đã trôi qua. Anh Khoa đường chỉ lên nhưng không có cầu thủ nào của Real Madrid mà cắm lên. Bỏ đây. Anh Khoa, đó là anh Khoa. Trời ơi. Cố gắng đi em ơi. Ông số 10 tên gì ta? 10 của mình ấy. Ừ. Ai biết tên không? Ai? Người là Hiền. Hiền. Và trúng đích của cầu thủ bên sân đây. Và nỗ lực rất đáng khen ngợi của Xuân Tuấn. Thấy người, thấy người. Không nhìn thấy gì. Vì vào tiền đạo đi. Quảng gà lắm. Thay người bên phía Real Tomama. Quảng gà. Văn Huy sẽ là người vào thay sân cho Văn Hùng. Ui. Ui. Đá vào dưới của đấy đi. Không đá vào dưới tầng. Thứ bảy có hiệp 2. Chạy thắng lại Huy với anh Đạt này. Nãy giờ đá nhanh mà. Đình Kinh. Thủ môn kìa. Thủ môn có lẽ đã bị đau. Mình xịt mặt vào mặt đấy. Tầm này chỉ có bia rớt mồm mới tỉnh. Xịt rời cái tầm này. Tầm khát nước này. Bây mà mua em non bia lại đá được rồi. Cô có bảo bia FC về đi. Phạt góc dành cho Real Tomama. Đình Kinh sẽ là người thực hiện pha sút phạt. Chắn lùi lại. Đưa bóng vào cho anh Khoa. Trời ơi, quả nó mà lấy được nhờ. Còn 12 phút nữa anh. Anh Dương vào được không? Vào đá tiền đạo đi. Không vào đá, đá cánh cho anh số 10 này. Và giữ bóng cho anh số 10 giữ bóng. Có đá. Anh cầu em ơi. Anh Khoa.
Xuân Huy. Xuân Huy đang đứng đây nhé. Xuân Tuấn. Anh Huy. Anh Quang. Không được. Anh Huy cho tay ơi. Anh Huy cho tay. Hai người bên đây an toàn ba. Quý Dương vào thay cho Văn Huyền. Một nửa thời gian có hiệp 2 đã trôi qua. Và vẫn chưa có bàn thắng. Số hiệp 1 đang là 2-1. Quả nữa thôi. Bắt cười này. Ở trong trận đấu này, nhà tài trợ chính của chương trình công ty bất động sản Tô Bà Mà trao giải 1 tỷ đồng dành cho đội chiến thắng. Này bé thôi, vào hình. Chọc thế thôi. Và tất cả những cầu thủ viên quá khích đã bị được ghi vào màn hình. Bảo vệ đâu. Và thôi anh ở ngoài. Nhưng anh ấy vẫn kiên cường. Trời ơi. Một cú sút đã bay mọi hy vọng. Liên tục là những màn ăn miếng trả miếng. Bây giờ mình một quả có được không? Không. Tỷ số mình một bàn nữa mình hơn tỷ số mà. À mình hơn tỷ số bàn thắng à? Cố lên anh, một bàn nữa thôi. Quý Dương. Phút thứ 12 rồi. Sút quả căng. Đúng rồi. Anh Tuấn karate. Tuấn Tuấn. Đình Kinh. Anh ơi Tuấn mẹ thôi. Quả là một trận cầu đầy gay cấn và hấp dẫn. Đình Kinh. Xuống. Anh Huy. Ui. Còn 18 phút nữa. Hiệu số bàn thắng là mình đang bị bao nhiêu quả nhỉ? Cứ là ghi bàn thắng là mình ghi bàn thắng là vô địch. Được sao Tuấn này? Ai à? Số đang là 32. Kìa dưới cái anh. Tôi mà. Đứng vào xong một tí đi em ơi. Thì các cầu thủ Vinh cầu thủ đúng với nhau. Anh Huy không được. Sút.
Phạt góc dành cho Real Tomama. Anh Huy. Không được. Đúng rồi, biên. Biên dành cho Real Tomama. Huy này. Anh Khoa. Định kính. Khó quá anh. Văn Tiến. Nguy hiểm. Rất may. Ôi. Cố gắng em Huy đồng cận bóng. Đứng động lên. Mày giảm cân nhá. Đi chân đây mẹ. Ăn miếng cả miếng mình đi. Cái điện thoại với kính của anh đâu ấy? Đây. Đấy, anh nhìn kiểu, theo dõi tình hình cho nó kiểu sát hơn. Tiến đi ngay, tiến đây. Đấy, nhìn rõ hơn bao nhiêu. Ô, đột đi. Ôi giời. Lên đi, lên. Này, không được. Sút ra. Vừa thực hiện cú sút vừa rồi là cầu thủ áo số 29 bên FC San đây. Đứng sau, xuống. Trời ơi. Phút thứ 15. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Real Madrid. Đình Kinh, đưa bóng lên. Đưa bóng vào anh Huy. Chưa vừa được ăn thôi, cố gắng lên. Không chủ quan thôi. Cố lên. Sút luôn. Anh Huy, sút vào. Không được. Một lần nữa chúng tôi mình xem đây đã lên đồng. Huy béo. Huy béo. Pin dành cho San đây. Phút thứ 15. Phút thứ 17. Lên kìa. Còn 3 phút nữa. Còn 3 phút nữa thôi, cố lên. Cố lên anh ơi. Cố lên. Trời béo. Anh nhìn béo mấy bàn rồi, hai bàn à? Hai bàn. Phát bình. Anh ngủ đấy. Đứng lên đi, đứng đấy, cố đây. Ở vị trí đấy này đứng lên nữa. Chưa làm gì cảm ơn nhá. Rồi. Dạy nữa, bé không vừa chân anh béo được. Cố đây, lùi bớt đi, cố đây. Chút bình dành cho Real Tomama. Đưa bóng vào. Lùi về. Về đi, về hết đi. Bắt người lùi về. 4-2. Huy ơi, lên cao vào. Lên cao luôn đi anh Huy ơi. Vào vào thì thua chứ sao. Ui dồi ôi. Mình thua. Tại vì mình ấy hơn nhiều. Ai xấu bàn thắng nhỉ. Số pin dành cho Real Tomama mà. Mình phải ăn còn nữa mới ngon. Không.
Nhưng mà có phạt góc cho Real Tomama. Bên VNL sẽ đứng ngồi không nhìn luôn. Họ được có 3 quả rồi, mình 4 quả thì mình hơn rồi. Vẫn cách biệt 2 bàn. Đúng quyền, rất phải bóng đi qua xà ngang của Real Tomama. Còn 1 phút nữa thôi. Vào rồi. Phút thứ 19. Phá bóng ra anh ơi. Đừng thế. Thằng con. Nhấc cao lên. Thằng con. Nhấc cao lên. Hết cỡ. Chỉ lên cho Xuân Tân. Cố lên anh ơi. Làm gì đây anh ơi. Ôi phút còn 30 giây nữa thôi. Hết rồi trọng tài ơi. Nhắc khéo anh Tài còn 30 giây nữa. Sút phạt dành cho Real Tomama. Đỉnh kinh ơi. Hết rồi. Phạt góc dành cho Real Tomama. Đặt mâm rồi. Bắt dưới cho anh. Hết. Bù giờ 3 phút à? Bấm rồi. 3 phút bù giờ. Xin nhắc lại là 3 phút bù giờ. Chúng ta là cha là mẹ. Người ta tính bàn thắng em ạ. Tính bàn thắng là mình hơn rồi mà. Về đích là tính người về đích đầu tiên, người ta không tính người về đích cuối cùng. Hiệu số đang bằng nhưng mà mình bàn thắng mình hơn. Em ơi, đang để xuống xa. Rất may. Thủ môn Minh Tân luôn tỏ ra rất bình tĩnh và chắc chắn trong mọi tình huống. Chút xa. Phút thứ bù giờ cộng 1. Bắn qua. Anh Huy. Vẫn là anh Huy. Cố lên anh ơi. Không bắn được chân anh Huy. Trời ơi. Cầu thủ đôi bạn tỏ ra quá khích. Chật rút. Em ấy khiêng ra. Khiêng ra cho Tùng Thay, khiêng ra cho Tùng Thay cũng được. Chật rút thôi. Cầu thủ bên Real Tomama đã bị chật rút. Còn 1 phút nữa thôi anh. Mình thì hơn. Anh em giữ cái đá tính cộng của tôi là được. Tùng ơi, đúng vị trí cho anh nhé. Mạnh Tùng vào thay cho vị trí của Văn Tiến. Thời gian chỉ còn tính bằng giây nữa thôi. Chức vô địch đang đến gần Real Tomama. 40 giây. 20 giây thôi. Còn đợi anh 40 giây thôi. Vâng, nhà tài trợ chính công ty bất động sản Tomama hứa sẽ trao 1 tỷ đồng dành cho đội chiến thắng. Em ơi, từ sau này Tuấn này. Chạy cho họ chơi. Tí này, chỉ hàng thủ lên nhá. Tí này đá đi. Bên này. Hết giờ nhá, trọng tài nhá. Nước tình con.